chào anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của mình Hải nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với sân vận giờ anh em nhá. Với mức vốn hiện tại mình mang vào là 2m nhá. Đó thì hôm qua mình đã săn thành công được 4 viên đá rồi anh em này. Đó thì hôm nay mình sẽ tiếp tục anh em ạ, trở lại săn tiếp xem nay thành công được thêm viên đá nào nữa không anh em nhá. Đặc biệt anh em ạ, chủ yếu là mình sẽ kiếm cơ vào hàng ngày nữa anh em này. Ok sổ anh em ơi, như vậy là với 30 giây đầu tiên, 30 giây anh em nhá, mình đã thành công về một hũ mét rưỡi đầu tiên nhá, với mức 90. Thì bây giờ anh em ạ, đã về hũ đầu tiên rồi, thì mình sẽ tăng lên với 180. Đấy, và tất nhiên anh em ạ, mình sẽ duy trì săn mức 180 xem có thành công không anh em nhá. Đấy, ok. Đấy, như vậy là chỉ về đơn giản được 100k thôi anh em ạ. Ui đây rồi anh em ạ, quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy, như vậy là trong vòng 1 phút mình đá về 2 hồ 1 mét rưỡi luôn anh em này. Đấy, ở đầu tiên với mức 90 cũng về mét rưỡi rồi. Đấy, và bây giờ lên với mức 180. Đấy, lại tiếp tục về với mét rưỡi tiếp anh em ạ. Wow, ok rồi. Và tất nhiên anh em nhá, mình sẽ vẫn tiếp tục duy trì 180 để săn tiếp anh em nhá. Đấy, ok. Về 4m1 đâu anh em ạ. Đó thì mình sẽ săn với 180 thêm 5-7 lượt nữa nhá. Nếu như mà có sự thay đổi mà không về hũ hoặc điểm cân bằng anh em ạ, thì mình sẽ giảm lại ngay. Ui giời ơi, đây rồi, lại về tiếp hũ nữa anh em ơi. Quá là hay luôn này. Ấy, trời ơi, 1m ngon lành anh em ạ. Đó thì sau gần 2 phút săn anh em ạ, mình đã có thành công về với 3 hũ liên tiếp rồi nhá. Đó rồi. Tất nhiên anh em ạ, thì mình vẫn sẽ duy trì 180. Đấy, mình sẽ thì vẫn tiếp tục duy trì anh em nhá. Đấy, ok chưa? Trời ơi, 180 mà chỉ có về có 60k thôi anh em ạ. Đấy, như vậy là vẫn có sẽ hao dần rồi đấy anh em ơi. Đó, mình sẽ cân nhắc thêm một vài lượt nữa anh em nhá. Thì chắc chắn mình sẽ giảm xuống mức 90 thôi. Đó, quan trọng anh em ạ, bây giờ mình phải duy trì. Đấy, có thời cơ về hũ thì mình mới lên lại anh em nhá. Ok xin anh em ạ, lượt này về 500 khá ổn rồi anh em này. Ok. Đó, thì anh em cũng đã biết nguyên tắc săn hũ rồi đúng không ạ? Đấy, mình săn hũ thì cũng đang nói với anh em rất nhiều về trên công thức săn hũ như là bóng đá hay là săn hũ Avenger. Đấy. Thì ở đây mình nói với anh em là quan trọng nhất là định mức anh em này. Anh em không bao giờ được để với một cố định mà săn liên tục như vậy. Đấy, trừ trường hợp anh em nhá. Đấy, trường hợp nhất ở đây này anh em ơi. Đấy, mà sẽ về điểm này. Đấy, và về hũ liên tục cho mình. Đấy, thì duy trì được anh em ạ. Còn một khi mà anh em mà săn liên tục nhưng không duy trì được cho ok, thì mình phải mình phải giảm lại anh em nhá. Đấy, chứ không phải là cứ vậy là duy trì thôi, không bao giờ thành công được đâu. Đấy, thì ở đây anh em ơi, mình sẽ vẫn để mức 180. Đó, mình chưa vẫn giảm xuống đâu anh em nhá. Bởi vì mình đang duy trì ở trên 3m anh em ạ. Bởi đa số mình săn hũ là mình sẽ trừ mức hao. Đấy, bởi vì mình mà được lên trên 4m rồi thì chắc chắn là mình sẽ săn không thể dưới 3m được anh em ạ. Đó, mình phải trừ hao đi khoảng 1m mấy anh em ạ. Đói trời ơi. Ok anh em này. Đấy rồi anh em ạ, về 120. Đó thì hiện tại anh em nhá, có dấu hiệu xuống dưới 2m rồi anh em ạ. Ui giời ơi, tuyệt vời. Đấy, lúc chờ đợi của mình đã thành công rồi anh em nhá. Đấy, cuối cùng thì đã trở lại với cho mình trên 4m rồi. Đấy, vừa rồi đã về hũ cho mình 1m7, ok chưa? Đó thì chắc chắn rồi anh em ạ, giờ này thì chắc chắn mình phải giảm xuống rồi. Đấy, tiếp tục về với mức 90. Và tiếp tục duy trì anh em nhá. Chắc chắn anh em ạ, cơ hội mà mình chờ hũ thì vẫn đang còn đấy, chứ không phải là không còn đâu anh em ơi. Đấy rồi, thì bây giờ mình sẽ vẫn săn tiếp mức 90 anh em này. Đúng rồi, quá tuyệt vời anh em ạ, cuối cùng đã về hũ cho mình tiếp theo rồi. Trời ơi, hũ này căng lên anh em ơi. Đấy, nếu như mà mình để ở mức 180 thì chắc chắn sẽ thành công hơn nữa rồi. Đấy, ok cho anh em, hũ này khá căng anh em, 1m6 nhá. Đó thì bây giờ mình hiện tại trong vòng 5 phút anh em này, đấy, mình đã lên lại được trên 6m rồi. Và mới nhất nữa anh em nhá, mình đã được thêm một viên đá nữa rồi. Đó thì hiện tại anh em ạ, mình đã săn thành công với 5 viên đá rồi.
Đấy, còn một viên đá cuối cùng anh em nhá. Riêng viên đá cuối cùng anh em ạ, săn khá lâu đấy anh em ạ, thật sự luôn. Mình có khi săn tới gần cả tháng mới về anh em nhá. Không phải là viên đá cuối cùng mà dễ về đâu anh em ạ. Đấy, còn từ 1 đến 5 viên đá là đấy, dễ về lắm anh em ơi. Đấy, thật sự rất dễ về. Nhưng mà viên đá cuối cùng mình có khi săn lâu nhất là phải tầm gần cả tháng anh em ạ. Còn có khi mà nhanh thì cũng 5-7 ngày hay là 10-15 ngày. Còn chắc chắn anh em đã xem video cũ của mình thì chắc chắn là cũng sẽ tham khảo lại được rồi. Đấy rồi anh em ơi, thì bây giờ anh em ạ, mình đã lên với mức 270 đó, và săn thành công lên được 7,5 mét rồi anh em này. Và tiếp tục ở đây nữa anh em ơi, 1 mét nữa này. Đấy thì đá trên 8 mét ngon lành rồi. Đó, ở đây thì mình đang quan trọng nhất là phải kiếm cơm gạo hàng ngày anh em ạ. Đó, còn về viên đá hay không thì mình phải phụ thuộc anh em nhá. Đấy, phải chờ đợi thôi. Thì ở đây mình đã săn thành công hiện tại anh em ơi được 8 mét ngon lành chưa? Trong vòng gần 6 phút rồi. Đấy, thì hôm nay như vậy là quá ok rồi anh em nhá. Chào nhé.